Siêu phẩm F150 có thể ép ngô hạt, rau cỏ băm nhỏ, cua, cá, ốc thành những viên cám chắc mịn, đầy dinh dưỡng. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Thưa bà con, ở những video trước, Ngọc Nga đã giới thiệu cho bà con dòng máy ép cám viên F150 chạy thử với nguyên liệu bột cám gạo. Và ở video ngày hôm nay, Ngọc Nga sẽ thử thách máy F150 với các nguyên liệu được bà con phản ánh là siêu khó, gồm ngô hạt, đỗ tương, rau cỏ, cua, cá, ốc. Và ngay bây giờ, xin mời bà con hãy cùng đón xem liệu máy F150 có dễ dàng vượt qua thử thách khó nhằn này không? Hiện tại, chúng ta đang có mặt tại xưởng sản xuất của công ty Bình Minh có địa chỉ tại 249 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội để tiến hành thử thách thú vị này. Và bây giờ, kỹ thuật viên đang phối trộn các loại nguyên liệu bột cám gạo, đỗ tương, ngô hạt, rau cỏ băm nhỏ và cua cá sao cho độ ẩm từ 10 đến 20% để tiến hành thử thách. Và nguyên liệu đã phối trộn xong, vậy thì thử thách sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Liệu máy F150 có hoàn thành thử thách một cách xuất sắc hay không? Kỹ thuật viên đang từ từ cho nguyên liệu vào toa nạp. Vâng, và một lưu ý nhỏ cho bà con là khi sử dụng máy F150, bà con hãy điều chỉnh ốc xiết để ra cám. Máy đang sử dụng mặt sàng 4 ly và như bà con quan sát thấy, dù ép với những nguyên liệu được cho là khó nhằn như vậy mà máy vẫn hoàn toàn có thể ép dễ dàng cho ra những viên cám chắc mịn, bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi. Máy sử dụng động cơ 3kW, nguồn điện gia đình 220V và để giúp đỡ bà con muốn sử dụng máy ở những nơi không có điện, công ty đã sản xuất thêm dòng máy F150 lắp đặt đầu nổ D8 để phục vụ cho bà con. Và như bà con đang quan sát thấy, dù ép với các nguyên liệu rau cỏ, ngô hạt, cua, cá, máy vẫn cho năng suất ổn định từ 100 đến 150kg trên 1 giờ. Và trên thực tế, có những vị khách mua và sử dụng F150 có thể cho ra năng suất lên tới 200kg trên 1 giờ. Năng suất cao phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và lỗ mặt sàng càng to, năng suất càng cao. Viên cám khi ra sẽ ấm nóng, bà con có thể trực tiếp cho vật nuôi ăn luôn hoặc đem phơi, sấy khô để bảo quản lâu dài. Có các mặt sàng 3 ly, 4 ly và 5 ly để cho bà con lựa chọn cho phù hợp với vật nuôi nhà mình. Vâng, và từ cách ép những nguyên liệu được cho là khó, nhưng đối với máy ép cám viên F150 lại dễ dàng thành công vượt qua. Hiện nay, nền nông nghiệp nước ta phát triển mạnh mẽ, bà con muốn tận dụng được nguồn nông sản sẵn có, không hóa chất, không chất độn phụ gia, dùng để làm nguồn thức ăn cho vật nuôi. Vậy thì máy F150 chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho bà con. Vậy bà con còn chần chờ gì mà không nhanh tay sở hữu ngay cho mình siêu phẩm này thôi nào? Mọi thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, bà con hãy gọi ngay tới số hotline được hiển thị ở dưới màn hình. Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo. Mọi máy móc được mua tại công ty Bình Minh đều được đảm bảo hàng chính hãng, mua giá gốc tại xưởng nên giá thành là rẻ nhất trên thị trường, được hưởng chính sách bảo hành lên tới 6 tháng tại xưởng và được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời. Nếu bà con thấy video hay và bổ ích, hãy nhấn ngay nút like để cổ vũ tinh thần cho Ngọc Nga mang đến nhiều video thú vị tiếp theo. Và hãy nhấn ngay nút đăng ký để được xem thêm nhiều video bổ ích khác của công ty Bình Minh.